Vâng, thưa đồng chí, thì đối với cái tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp và trong cái thời gian qua thì đơn vị đã chủ động trong cái công tác phòng chống dịch như thế nào ạ? Trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, là một đơn vị đóng quân trên địa bàn trọng điểm của tỉnh, nơi có tuyến biên giới dài 20 km, đó, địa hình thì phức tạp, nơi mà có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đi qua. Thì để chủ động phòng chống dịch Covid-19, đơn vị đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp công tác nhằm với một cái quyết tâm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới cửa khẩu. Chúng tôi đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các cái chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp về tăng cường các cái biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Hiện nay trên biên giới, chúng tôi đã triển khai 27 chốt trên 82 cán bộ chiến sĩ thường trực 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các cái trường hợp qua lại biên giới trái phép, xuất nhập cảnh trái phép với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới. Tại cửa khẩu, chúng tôi cũng đã tổ chức lực lượng tăng cường kiểm tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng y tế, để tổ chức phân luồng, kiểm tra khai báo y tế đối với các hành khách được phép xuất nhập cảnh theo quy định. Đồng thời, chúng tôi cũng đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các cái biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là không được tiếp tay dẫn đường đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép, và phải tăng cường cái công tác tố giác tội phạm, cung cấp cho bộ đội biên phòng các cái hoạt động của các đối tượng qua lại biên giới. Vậy thì trong cái thời gian vừa qua, đồn biên phòng quốc tế Lao Bảo vừa giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai và vừa phòng chống dịch Covid, như vậy thì chắc chắn sẽ gặp những khó khăn. Vậy thì đâu là khó khăn mà đơn vị đang gặp phải ạ? Thưa các đồng chí, thì là một người lính, chúng tôi luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi cái nhiệm vụ được giao. Thì trong thời gian vừa qua, cái tình hình mưa lũ trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, thì thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng để giúp dân khắc phục hậu quả lụt bão, đồng thời thực hiện tốt cái nhiệm vụ công tác biên phòng, đặc biệt là nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Đó là một nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt mà đơn vị đã xác định phải tập trung lực lượng các biện pháp công tác để thực hiện thắng lợi. Tuy có khó khăn vất vả, nhưng hơn 150 cán bộ chiến sĩ của đơn vị thực hiện nhiệm vụ với một cái quyết tâm, trách nhiệm cao nhất, và chúng tôi xác định đó là một cái mệnh lệnh không lời, một cái mệnh lệnh từ trái tim người lính. Xin cảm ơn thiếu tá Đặng Trung Thành, phó đồn trưởng đồn biên phòng quốc tế Lao Bảo. Có thể thấy rằng công tác phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới nói chung và tại các cửa khẩu nói riêng đang được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Trong bối cảnh nhân dân các tỉnh miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống và tiếp tục sản xuất, ngành chức năng và chính quyền các cấp với sự chung tay của toàn dân triển khai các giải pháp hiệu quả phòng chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trở lại.